Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Câu chuyện thành nghề của Học viện IT.vn ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có nhận ra bức ảnh này ở đâu không ạ? Tôi chắc rằng quý vị và các bạn đã có đáp án, nhưng để có một cái nhìn toàn diện thì chưa hẳn. Chính vì vậy, Học viện IT sẽ gửi đến các bạn câu trả lời đầy đủ nhất. Học viện IT.vn, trung tâm dạy nghề sửa chữa MacBook, PC, laptop, điện thoại, cam kết 100% việc làm cho tất cả những học viên tham gia bất kỳ khóa học nào của Học viện. Đây chính là lời cam kết thành nghề của chúng tôi. Đến với Học viện IT, bạn sẽ được trải nghiệm môi trường khoa học, kỹ thuật với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, vững tay nghề, được đào tạo để trở thành một kỹ thuật viên sửa chữa laptop, MacBook, PC, điện thoại chuyên nghiệp, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng lành nghề để tự tin làm việc tại các hệ thống sửa chữa lớn, hay bạn cũng có thể tự lập cho mình một cửa hàng. Mỗi khi ghé thăm các lớp học của Học viện IT, tôi đều vô cùng ấn tượng với không khí học tập tại nơi đây. Các giảng viên hăng say với bài giảng, còn các bạn học viên lúc nào cũng hăng hái, nhiệt tình chia sẻ về những khúc mắc trong quá trình học. Mỗi giờ thực hành, thầy trò cùng tụ tập lại để cùng nghiên cứu những phan bệnh và cùng thảo luận ra cách khắc phục một cách rất sôi nổi. Theo như các thầy chia sẻ thì đây cũng là điều làm nên thành công của khóa học viên tại Học viện IT. Điều đặc biệt hơn cả, sau khi kết thúc khóa học, điều khiến cho rất nhiều thế hệ học viên nhớ đó chính là lời căn dặn rõ ràng, chắc nịch của các thầy. Trong quá trình học tập và rèn luyện thì tôi luôn nói với các bạn học viên rằng là trong công việc mà gặp bất kỳ một khó khăn nào hay những cái ban bệnh khó thì các bạn hãy nhấc máy lên và gọi cho tôi thì tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn và tôi cam kết và hỗ trợ tất cả các kỹ thuật viên chọn đời trong quá trình sửa chữa và làm việc về ổn định. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có được một công việc ổn định cũng như sự chắc tay của ngành nghề là điều mà bất kỳ học viên nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, định kiến xã hội thì luôn cho rằng học nghề là một điều gì đó rất bấp bênh và chắc chắn không thể nào có được một thu nhập ổn định. Vậy hãy cùng xem những người học viên, những người kỹ thuật viên cũng như những người trong cuộc nói gì về điều này nhé. Chào các bạn, mình là Toàn, mình là thành viên của Học viện IT. Trong quá trình học hỏi ở bên Học viện IT, các thầy cũng như các bạn đã chia sẻ cũng như là giúp đỡ mình rất nhiều kiến thức và mình được thực tập sửa chữa laptop 24 giờ. Hiện nay mình đã là nhân viên của sửa chữa laptop 24 giờ. Khi mà mình lên nhân viên thì mình cũng có được cái mức thu nhập khá là ổn định để trang trải cuộc sống cũng như là dư ra một khoản. Cảm ơn thầy cũng như là Học viện IT đã đào tạo và truyền nghề cho mình. Xin chào các bạn, mình là một học viên đã tốt nghiệp ở Học viện IT. Sau khi tốt nghiệp thì mình đã đi thực tập và làm việc tại cơ sở sửa chữa laptop 24 giờ. Sau đi thực tập thì mình đã áp dụng những kiến thức mà giảng dạy ở Học viện IT cùng thời gian thực kiến ở tại cơ sở thì mình đã tính đến nay đã khoảng thời gian 2-3 năm thì mình đã có một lượng kiến thức nhất định và tay nghề khá là cao cùng với một mức thu nhập khá. Cảm ơn Học viện IT đã giảng dạy và hướng dẫn cho mình. Thưa quý vị và các bạn, việc giúp cho học viên thành nghề, thành tài là sứ mệnh thiêng liêng mà Học viện IT đang thực hiện và luôn muốn thực hiện. Học viện IT tự hào là đơn vị tiên phong đào tạo ra những kỹ thuật viên sửa chữa laptop, máy tính, điện thoại lành nghề nhất cho toàn xã hội. Chuyên mục Câu chuyện thành nghề của Học viện IT xin được kết thúc tại đây. Hãy đón chờ những câu chuyện thú vị trong những tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.